Xin chào các bạn nhé, chào các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Ngày hôm nay mình lại đi săn ong mật mọi người ạ. Mình lên đi thăm những cái tổ ong mật những cái năm trước mình lấy này. Mình vẫn lấy xong mình vẫn xếp lại cái đá là cho nó làm tổ tiếp này. Tổ này đã về nhé mọi người nhé. Bây giờ thì mọi người cùng mình bỏ những cái hòn đá nhỏ mình xếp vào này để ra để khám phá nhé. Tổ nó về đã lâu chưa nhé? Mình nghĩ chắc cũng về cũng chưa lâu đâu. Thấy ít quân lắm mọi người ạ. Chắc là ông xẻ đàn. Mình sẽ bắt về nuôi luôn nhé mọi người nhé. À, sao? Đây mọi người ạ. Cái đàn ông đàn này đàn sẻ nhé. Chắc là về được tầm 15 hôm thôi. Cái đàn này mình bắt về mình nuôi cho vào nuôi vườn này. Vừa đẹp này. Rồi mình sẽ xẻ cái đàn cái tầng đầu tiên mọi người ạ. Đúng ạ. Mật thì mật non này. Này chưa có mật mấy đâu. Mình chỉ mang về để lấy cái quân nó mang về để nuôi thôi. Tầng tiếp theo nhé mọi người nhé. Dao này nhỏ quá, to quá thì mình sẽ dùng cái que nhé. Đây mọi người ạ. Mật thì cũng chưa nhiều đâu, mật vẫn chưa vít nắp này. Tổ này còn rất là non này. Đó, sẽ bò lên trên này nhé. Mật có một tí, mới có một tí vít nắp này mọi người này. Vẫn còn ở đấy lắm. Vừa mới vít nắp được nửa thôi. Mình tiếp tục lấy cái tầng thứ ba nhé. Thank you.
Ôi xa. Đây không ạ. Ui xa. Rồi mật đây nhá. Mật trên đầu này này. Đang chảy này. Mật ở trên núi đá này là mật đa hoa nhá mọi người nhá. Trên này không có cây nhán hay cây vải gì đâu. Mùa này là mùa mật đa hoa này. Chắc là tầm 5 tầng nhưng mà toàn là tầng nhỏ nhỏ thôi người ạ. Tầng thứ tư đây mọi người ạ. Úi giời. Đây mọi người nhá. Mập thì khá là ok rồi nhưng mà mỗi tội nó còn ít quá. Bên này vẫn chưa vít nắp này. Vừa mới một bên vít nắp thôi mọi người ạ. Ôi. Giời, để đâu đây. Tầng cuối nhá mọi người nhá. Tầng thứ 5 là tầng cuối này. Mình sẽ giữ lấy cái tầng nó và tí nó về để ghép vào luôn nhé mọi người nhé. Giờ còn mỗi quân thôi mọi người nhé. Mình sẽ lấy quân ra và tìm quân chúa nhé. Bỏ tí khoái vào trong cái hang đấy nhá mọi người nhá. Lúc nãy mình định bốc quân ra nhưng mà nó nhiều khe nhỏ nó chui nên mình phải lấy cái giấy ấy, bìa cắt tông thì mình cuộn tròn cuộn lại không mình đốt tạo khoái cho con ong nó ra này. Bây giờ con ong đang ra này mọi người này. Nó đậu vào một tí ở đây rồi. Đây mọi người ạ. Mình sẽ chờ con ong chúa nó ra để bắt nhá. Đây mọi người, ông đang bay ra cả ngoài trời là luôn nhá. Tí nó vẫn đậu vào cái chỗ lúc nãy nó đậu vào một tí ấy mọi người ạ. Hôm nay thì có cái mú này thì tha hồ mà ở đây mọi người ạ. Không thì hôm khác thì mình cũng ở nhưng mà hôm nay có cái mú này là đỡ hơn này. Đỡ bị vào đốt vào mặt mũi này. Tai miệng này. Đây là con ong chúa đã ra rồi mọi người ạ. Thấy nó đậu vào chỗ kia rồi. Mình cứ để cho nó đậu đi nhá. Mình thấy thì mình bắt luôn nhưng mà không thấy tí nó mình tìm sau. Giờ quân nó đang đậu vào rồi. Nó bao vào chỗ đây này. Giờ thì mình cho một cái mú lên thì cũng thấy nó đậu vào rồi mọi người ạ. Nhưng mà chưa thấy con ong chúa đâu. Tổ này ong đực vẫn chưa nhiều mọi người ạ. Tổ ong đực những con mẹ ong đực thì tầm 20-30 con thôi, không nhiều đâu. Tí nữa mà nó hết bay ra bay vào ấy mọi người ạ. Nó bâu một im một chỗ ấy, thì mình sẽ tìm được con chúa thôi. Hay là đang như thế này mình vẫn có thể tìm được chúa nhá. Trừ phi chúa nó còn bay ở ngoài trời nó chưa đậu vào thì không thể thấy được. Ông chúa đây rồi mọi người ạ. Mình đã tìm thấy ông chúa nhá. Đang chuẩn bị ra này. Nó lại vẫn bầu ở bên đấy. Đây con ong chúa đang bò ra đây mọi người ạ. Rồi.
bao vào trong đây rồi, bao vào trong lòng rồi mọi người thấy chưa. Đây mọi người có thể thấy rõ là con ong chúa đang ở nhốt ở trong cái lồng này nhé. Có mấy con ong thợ đang bâu vào rồi mọi người ạ. Mình sẽ treo lên luôn ở trên cái mú này nhá, vì cái mú này nó cũng đậu vào khá là nhiều rồi. Đây mọi người nhá, ong bắt đầu đậu vào rồi nhá. Con chúa mình đã cho vào trong lồng này rồi. Con ong thợ với là con ong đực thì ít thôi mọi người ạ. Ong đực thì nó không hay đốt đâu nhá, vì nó không có ngoài đâu mà. Tí nó ổn đạn, ổn định cái đàn này thì mình sẽ cho vào bao tải và mang về cho vào thùng để nuôi thôi mọi người ạ. Những con ong thợ và con ong ấy đã bắt đầu ngửi thấy mùi chúa và bắt đầu bao vào chỗ này rồi nhé mọi người nhé. Ở trong này nó ra cũng hết rồi mọi người ạ. Lúc nãy là con ong chúa nó ra sâu cùng nhất mọi người ạ. Hầu như là ong đực thì cũng chả có mấy con đâu. Tổ này tổ xẻ nên nó có ít ong đực lắm mọi người ạ. Lúc nãy cái tầng cuối thì nó chuẩn bị đẻ rồi mọi người ạ. Tí nữa quân ổn định một phát thì mình sẽ lại bịt cái hang này lại nhé mọi người nhé. Bịt cái hang này lại để một thời gian, một tháng hay là nửa tháng gì đấy nó lại về thì mình sẽ bắt tiếp. Còn bây giờ thì mình sẽ chờ đợi và thôi. Để nó ổn định đàn quân thì không bay đi, bay ra bay vào nữa thì mình sẽ cho vào trong cái bao tải mang về nhé.